Chặng đua thứ 11 tại giải xe đạp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 2016 đang có những diễn biến rất bất ngờ. Lần đầu tiên trong lịch sử cuộc đua, giải đấu chứng kiến sức mạnh vượt trội của ekip An Giang khi họ giữ mọi danh hiệu cao quý nhất. Ở chặng đua này, các đội mạnh như VUS thành phố Hồ Chí Minh, Dược Domesco Đồng Tháp, quân khu 7 không tấn công sớm. Cũng vì thế mà đội gạo Hàn Ngọc Trời An Giang không tốn hao nhiều sức lực để bảo vệ cho áo vàng Nguyễn Thành Tâm. Với thể lực sung mãn, lại được các đồng đội hỗ trợ đưa vào đúng tầm sút lợi thế. Tay đua Nguyễn Thành Tâm đã tận dụng thành công ưu thế này để cán đích đầu tiên sau 1:02:18. Huỳnh Thanh Tùng về hạng nhì, trong khi Lê Văn Xuẩn chỉ cán đích hạng ba. Sau chặng 11, Nguyễn Thành Tâm đã gia tăng cách biệt điểm áo xanh từ 3 lên 10 điểm so với Lê Văn Xuẩn. Tay đua của An Giang cũng giữ vững danh hiệu áo vàng với khoảng cách 29 giây so với người xếp thứ hai là Huỳnh Thanh Tùng. Thành tích đó cũng giúp đội gạo Hàn Ngọc Trời An Giang vươn lên chiếm ngôi đầu của VUS Thành phố Hồ Chí Minh với khoảng cách 3 giây. Đội đua đến từ đồng bằng sông Cửu Long không chỉ giữ được áo vàng, áo xanh, áo chấm đỏ mà còn thâu tóm luôn cả nội dung đồng đội. Đây là thành tích vô tiền khoáng hậu ở giải xe đạp lớn nhất Việt Nam. Sáng 22 tháng 4, giải diễn ra chặng đua 12 từ Quy Nhơn Bình Định đi Tuy Hòa Phú Yên, dài 116 km. Tiếp theo là những thông tin thể thao trong nước khác. Buổi tập thứ 2 của đội tuyển Futsal Việt Nam tại Nhật Bản thật sự là thử thách khó khăn với các tuyển thủ. Khi yêu cầu của huấn luyện viên trưởng Bruno là rất cao ở trong các kỹ năng dứt điểm, phòng ngự cũng như tổ chức tấn công. Sau màn làm quen với trái bóng mới Adidas, trước đó các cầu thủ thi đấu bằng bóng Nike, huấn luyện viên Bruno đã dành nhiều thời gian cho các cầu thủ tập luyện dứt điểm và tấn công với phương án 1-1, 2-1. Tiếp đó là bài tập đối kháng, huấn luyện viên người Tây Ban Nha yêu cầu các tuyển thủ phải liên tục áp sát, vây bắt đối phương để tăng cường hiệu quả thu hồi bóng. Bài tập này khiến các cầu thủ tỏ ra mệt mỏi vì luôn phải di chuyển và luôn ở trong tư thế bắt người và bị 3-4 cầu thủ đối phương vây bắt. Ngoài ra các chân sút còn được rèn kỹ năng sút cố định. Đây sẽ là món quà bất ngờ mà thầy trò huấn luyện viên Bruno muốn mang đến trong chuyến giao hữu với đội tuyển Nhật Bản vào ngày mai. Những hy vọng cuối cùng của Bình Dương tại AFC Champions League đã bị dập tắt bởi đội bóng được mệnh danh là gã nhà giàu của bóng đá Trung Quốc, Giang Tô Thuấn Thiên. Đáng nói hơn cả là họ đã bị đội chủ nhà hạ gục chỉ ngay sau có 8 phút đầu tiên của trận đấu. Trận hòa một đều trên đất thủ cách đây chưa lâu đem đến ít nhiều kỳ vọng cho Bình Dương trong chuyến làm khách tại Trung Quốc. Tuy nhiên, Giang Tô Thuấn Thiên với đội hình trị giá gần 100 triệu euro đã cho thấy việc bị chia điểm trước đó chỉ giống như một tai nạn. Với đa dạng các phương án tiếp cận khung thành đối phương và sự phối hợp rất nhuần nhuyễn, lưới của Bình Dương đã rung lên 2 lần chỉ sau 8 phút bóng lăn. Lần đầu là pha xử lý khéo léo của Uzi trong thế đối mặt với Tấn Trường ở cự ly rất gần. Còn lần thứ hai là một sai lầm trong pha bóng của Misan Nguyễn giúp cho Zo nhân đôi cách biệt về tỷ số một cách khá đơn giản. Bị thủng lưới 2 bàn liên tiếp, song Bình Dương vẫn không bùng lên trong thời gian còn lại và chỉ có duy nhất một cú dứt điểm thực sự nguy hiểm về phía khung thành đối phương nhưng bóng lại dội sáng ngang ra ngoài. Đến phút thứ 81, Ji Xiang đã đặt dấu chấm hết cho những hy vọng của Bình Dương bằng màn thắng ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng Trung Quốc. Với thất bại này, Bình Dương có 4 điểm sau 5 trận và chính thức nói lời chia tay với AFC Champions League dù vẫn còn một trận chưa đấu. Tối 20 tháng 4, giải bóng bàn quốc tế lần thứ 7 năm 2016 đã khai mạc tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương. Giải năm nay thu hút được nhiều vận động viên hàng đầu quốc gia tham dự. Giải năm nay thu hút gần 100 vận động viên nam nữ của 7 đoàn trong nước và đoàn Quảng Tây Trung Quốc tham dự. Giải đấu này có sự tham dự của các tay vợt hàng đầu quốc gia như Đinh Quang Linh, Lê Tuyền Đạt, Nguyễn Thị Việt Linh hay đoàn Bá Tuấn Anh và đương kim vô địch nam nữ Bành Bác, Lưu Tĩnh Nhiên của Quảng Tây. Tại giải này, các vận động viên thi đấu ở các nội dung đồng đội nam nữ và đơn nam nữ. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn đội nhất nhì mỗi bảng vào đánh bán kết. Nội dung đánh đơn thi đấu loại trực tiếp. Giải sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 4 năm 2016. Cũng trong tối ngày 20 tháng 4 tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An tổ chức giải vô địch đá cầu cá nhân toàn quốc năm 2016. Tham dự giải lần này có 120 vận động viên đến từ 10 tỉnh thành trong cả nước. Các vận động viên tham gia tranh tài 7 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đôi ba nam và đôi ba nữ. Giải đấu quy tụ nhiều địa phương có phong trào phát triển môn đá cầu mạnh trong cả nước và hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả yêu đá cầu những trận đấu sôi nổi. Giải vô địch đá cầu cá nhân toàn quốc năm 2016 sẽ bế mạc vào ngày 28 tháng 4 năm 2016. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hành tinh Thể thao của truyền hình Thông tấn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.